hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc. 4 dự án chung cư ở Hà Nội lập đỉnh, chủ nhà quay xe đòi tăng giá. Giá xăng E5 RON 92 và dầu DO đồng loạt tăng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời gian qua, nhiều người dân bày tỏ mong muốn bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc do loại hình bảo hiểm này tồn tại nhiều bất cập như thủ tục phức tạp, khó nhận bồi thường. Trả lời về vấn đề này, mới đây Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm của chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500m, nên từ đêm nay mùng 4 tháng 4 đến ngày mai mùng 5 tháng 4, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết, 11 cửa van của cống cái lớn Kiên Giang được vận hành đóng hoàn toàn nhằm điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn và giúp chủ động bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Thưa quý vị, vào đầu tháng 4, tại thành phố Cần Thơ liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, làm ít nhất 14 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 3 căn nhà bị sụp đổ xuống sông hoàn toàn, 7 căn nhà bị sạt lở một phần kết cấu, 4 căn nhà đang có nguy cơ sạt lở. Và dưới đây là ghi nhận của phóng viên. Tôi ngồi tôi nghe nói cái cột của nó gắt. Cái thấy vậy cái mấy anh em mới sớm thôi thiên đồ ra đi. Thiên đồ ra rồi cắt dây điện đàng hoàng rồi là 7 giờ 45 là nó sập tôi chút cái hị xuống là thiên đồ chưa kịp chạy giết ra. Hiện tại giờ chưa không có chỗ ở, cái này cũng ở sớm trời chứ không có dòng họ gì chứ. Đất thì mình không có đất. Mình cắt nhà xong mình ở này mình đất mình ở trên bờ không có, mình ở ngay mình nói gì mình cũng đi bằng mướn rồi sống vậy đó. Rồi bây giờ hiện tại thì mình cũng dành dụm cắt được cái nhà, giờ đi chơi rồi bây giờ biết sao giờ. Cái nhà nghe nhà bên bà này nè, gắt là bên đây dọn đồ rồi mà dọn không kịp. Rồi nó lụng xuống lấy đồ ra không kịp luôn. Sụp dắt bằng ngày đó phải mà dắt tối là kể như tiêu hết rồi, chết hết rồi. Thưa quý vị, để thuận tiện cho việc đi làm, nhiều công nhân và gia đình phải thuê trọ. Bên cạnh môi trường sống an toàn, công nhân hy vọng sẽ có thêm nhiều không gian để con em được vui chơi, trải nghiệm thực tế, không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử. Đi học về thì cũng chạy ra ngoài chơi với bạn bè ở sớm một chút rồi vô học bài. Tại vì nhiều khi chơi nóng nực nè. Bé chạy ra ngoài chơi á, chứ người ta trong phòng nó nóng nực quá, nó không có chơi ở trong phòng được. Nhưng mà cái cho chơi ở trong gào và hành lang rồi đó thì sợ thì siêu xe cộ này kia đó. Nếu mà ở đây mà có cái sân chơi mà cho trẻ em công nhân đồ chơi đồ đó thì thấy nó cũng có an toàn hơn, nhưng mà nó không có lệ thuộc gì cái điện thoại đó. Nếu như mà được đầu tư một cái khu vui chơi gì đó cho trẻ em ở trên địa bàn phường và con công nhân nói riêng đó, thì mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong cái vấn đề là chúng ta được các em nó được vui chơi, nó không bị lệ thuộc ở trong các điện tử mà điện thoại mà mình nói bây giờ thời đại công nghệ 4.0 nó phát triển thì bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái rủi ro mình không thể nào kiểm soát được hết. Cái việc mà một ngày con em mình nó dán mắt cho nó coi điện thoại để nó coi những cái nội dung gì, nó ảnh hưởng nhiều về cái tư duy của các bạn trẻ. Vấn đề về khu vui chơi cho trẻ em, địa phương cũng đã có đề xuất kiến nghị lên cấp cao hơn. Các địa phương lẫn công nhân đều mong rằng thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để có thể đầu tư xây dựng một khu vui chơi với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các cháu. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, các bên liên quan đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để khởi công cầu Thượng Cát với tổng mức đầu tư là 8.300 tỷ đồng, theo đúng kế hoạch vào tháng 10 năm 2024. Cầu thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, Hà Nội là một trong 10 cầu bắc qua sông Hồng nằm trong quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội thực hiện trong giai đoạn năm 2015-2030. Thưa quý vị, hiện nay trong bối cảnh hàng loạt dự án chung cư tại Hà Nội hiện có giá giao bán tăng mạnh như Royal City, The Pride, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà Sudeco, Sun Grand City có giá tăng 33%. Nhiều chủ sở hữu căn hộ chung cư tại các dự án này đã quay xe muốn tăng giá thêm để chốt lời. Từ 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 953 giảm nhẹ so với kỳ điều chỉnh trước, có giá là 24.800 đồng, giảm 10 đồng trên 1 lít.
giá xăng E5 RON 92 là 23.910 đồng một lít, tăng 290 đồng. Giá dầu diesel là 21.980 đồng một lít, tăng 1.290 đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.